dai chưa? Hả? Mổ dai chưa? Ủa năm sau lại mổ rồi mà. Vậy hả? Vừa hết tập cuối lại mổ đó. Tập cuối là mổ luôn. Ừ. Là mổ là tập cuối trong bệnh viện nha, chơi trong bệnh viện. Chơi trong bệnh viện, chấn thương chỉnh hình. Tự le, tự le. Những ngày nào mà ở trong resort á là phải thắng. Nhớ cái vụ mà ở ngủ với lại cái gì đó. Ngoài biển với lại Biren đó. Biren, anh hủy Biren nào anh không báo tôi. Hôm qua tim mình ngủ ngoài sao ạ? Cứng người, đau đớn. Hôm qua tối chơi với anh Gia nguyên đêm. Anh Gia đại á. Anh Gia đó. Chris ơi, mình phải chải từng cọng tóc mai luôn hả Chris? Đúng rồi. Ủa không để mấy ý mấy học oppa Hàn Quốc hả, là tóc mai là quan trọng nhất luôn. Bây giờ em ước mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc để cho đẹp trai, tóc dài đẹp. Là kiểu nào thì mới giống oppa Hàn Quốc? Kiểu mà có điện để kéo cái tóc á. Trong đây không có điện. Đây vừa mới cắm vô một cái là tụt nguyên sớm qua quýnh mặt mình. Sao vậy? Cúp điện nhà người ta. Lâu tiên ngủ với Huỳnh Lập có phát hiện ra tính xấu nào không ạ? À Huỳnh Lập ha, ngái nha. Ngái là trong người cũng nhiều người dựa. Thấy tối là có giọng nít. Trời, giọng nít. Đúng rồi. Khúc mà hơi sáng vậy là có bà già. Có bà già. Nói là con ăn gì chưa? Con quà mà đi ăn. Sáng là 6 sáng có chú nào về đó. Chú nào về? Sinh viên biệt cụ. Trời ơi, nhà thuốc tây nè. Thuốc 2 viên rồi nè, 3 viên, cái này 2 thuốc chống nắng 2 viên đủ. Tội lắm mọi người, chị tôi cũng dây đón cuối rồi. Chị đi nha em. Thôi, chị. Ê, nói thiệt chứ, chị có cái miệng của anh mới uống được một nắm vậy thôi. Trời ơi, là ít đó. Chị nút trọng là không nước luôn, bữa mắc kẹt tụi đi luôn rồi đó. Để uống đau mà không có nước. Uống thuốc để bổ hay để đi? Để đi. Là sáng nào anh cũng một nắm thuốc vậy hả? Một nắm thuốc em ơi, người quá chất không? Trong đó là có những loại thuốc gì ạ? À, thuốc hóc môn nam. Thuốc rối nội tiết tố nữ. Thuốc điều thai. Thuốc điều thai. Điều thai. Ngoài ra có đang nhờ trợ lý đi pha thêm nước cam lồ đúng không? Cam lồ nữa. Ê hề cam lồ. Bây giờ mình lý giải thế nào về cái sự thua tàn tập của team mình ạ? Thua mà vui lắm ha, hạnh phúc. Vui nha. Vui. Ủa khán giả muốn coi vui hay coi thắng thua? Đúng coi rồi. Thắng thua qua bên Olympic SEA Games. Đúng. Olympia. Olympia. Qua bên coi Olympic coi. Đúng rồi, chơi rồi chơi phải ấy. Chơi vui. Vui là chính. Mà chơi ấy quá. Chơi bị thiệt tình. Lúc ăn hơi su nha. Ăn cơm thừa canh cặn không? Thua không? Thua mà vui lắm ha, hạnh phúc. Ê, đi qua chương trình này mà nghệ sĩ mà tự ái á là không biết nó được đúng không? Tự ái ăn mà ăn nước lèo đó, mà tự ái á. Có những con gọi là mặt chai mày, gọi là hả, mày dày, mày đá. Xin miếng nước lèo ha. Rồi ngồi húp chuột. Cùng hút chung một nồi nước lèo. Một nồi nước lèo. Ghê thiệt. Lúc đây đi mổ dai chưa? Hả? Mổ dai chưa? Ủa năm sau lại mổ rồi mà. Vậy hả? Vừa hết tập cuối lại mổ đó. Tập cuối là mổ luôn. Ừ. Là tập cuối trong bệnh viện nha. Chơi trong bệnh viện. Chơi trong bệnh viện. Chấn thương chỉnh hình. Tự le. Nói ngày đêm tự le. Tự len. Tự len. Anh thấy anh cọc quá. Cọc sao dạo đây anh bị cọc, anh bị quạo á. Bị quạo á. Nhiều ý kiến cho rằng đó là ai cho Lâm biết anh cũng mặc cặp theo Lâm luôn. Không có nhiều ý kiến cho rằng cái ý kiến của cô thôi. Giờ ta cô đâm đặt để mặt cô gài của tôi là cái cốt vậy thôi. Đúng rồi. Ok. Sáng ra kêu phải rửa mặt kỹ, dưỡng da. Mà cái mặt như cái mền không? Trời ơi. Đánh cái hàm răng một tiếng sáu. Ngủ người mà nổi mụn nhiều nhất là anh đó. Trời ơi, ngồi chà cái mặt đồ massage nhẹ nhẹ. Anh mà làm mạnh cái mảnh dây. Ai chửi mắng thì ta giả điếc. Đúng rồi. Mình làm nghề là nhờ cái mặt mà mình phải nâng niu nó. Ok, nè, mặt anh có nguyên cái cục mụn luôn kìa. Đúng, một cục mụn chín cái mụn ruồi như là trái đất nè. Đó, kim một thủy hỏa hổ nè. Cái này là do cơ địa đó chưa hoàn thiện. Dạ, chú xanh nè, ăn giọng đây nè anh. Dạ, cảm ơn cô. Được chưa cô? Chính rồi, mềm. Dạ, cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Ăn một chiếc chuối tràn đầy năng lượng sớm mai nào. Hôm qua giấc ngủ anh Tuấn thế nào ạ? Ngon.
Chết rồi. Ngon mà. Lúc mà chơi thua thì cũng có thua, cũng cay cú lắm chứ. Nhưng mà đến cái lúc ngủ á, chơi mà để ngủ á, thì rồi anh thua một cách vui vẻ hơn hoang. Đúng. Tại vì tụi anh có kinh nghiệm rồi, ngủ ngoài nó sẽ thoáng hơn, nó đỡ bị nóng. Thí dụ mà những ngày nào mà ở trong resort á là phải thắng. Nhớ cái vụ mà ở ngủ với lại cái gì đó, ngoài biển với lại Birey đó. Birey, anh ngủ với Birey rồi nào, anh không báo tôi. Birey. À Birey. Birey đó. Ok, ai sẽ em thua không, tôi thua không nha. Rồi ngủ ở trong á rồi nóng hơn ở ngoài đó. Ừ. Thì mình tổng hợp lại sương mùa này mình ngủ khổ nhiều hơn, ngủ sướng nhiều hơn à. Hình như ở đây là những người ngủ khổ nhiều hơn nè. Hello. Em ngủ khổ nhiều nè. Lâm ngủ khổ nhiều. Khổ không mà. Em cũng được 2-3 trận tướng á. Không nhớ rồi em ơi. Anh Huy là chưa bao giờ ngủ khổ nha. Không. Mùa này á, chắc là có Chung Chi. Chung Chi. Có Chung Chi rồi chứ. Là anh quýt mình. Thật ra nó là chương trình thực tế nhưng cũng có cơ cấu ấy mà. Đúng rồi. Nói thiệt. Thấy mà ví dụ như ở hôm qua bò dưới cái cầu, anh nhớ không? Bò cái cầu khúc nào ta? Kêu lúc mà bò. Đi tập là kêu nằm anh ơi. Nằm đi anh đi để nó té. Nằm cái chở chở giữa khẹt luôn. Chứ đâu phải là tụi anh là nắng đâu. Tụi anh yếu chân đâu, mà tụi anh là nghĩ là cái đó là chiến thuật hay ra đây đó. Tụi anh bám theo chiến thuật cuối cùng dở. Ai ngồi con biên tập cái chơi chí mạng thiệt, nó chơi tụi anh. Mà cái vụ cái cầu nha. Sao vậy? Mẹ già ở trên ghe mẹ nói dữ lắm. Cái này dễ, trời ơi gích ơi, có nhiêu đó mà làm không được. Trời mẹ già. Vậy mà hay lắm. Hay lắm. Mẹ bước 2 bước, mẹ sẽ bước 2 bước. Mẹ bước 2 bước là mẹ đi luôn. Rất cái tượng mẹ luôn. Cái mẹ ra mẹ chụp cua. Chụp cua. Chặng này là chặng cuối mình soạn vali để đi đến một cái nơi khác xa nhà mình để mình quay 2 ngày 1 đêm á. Thì cái lần cuối này lúc soạn đoạn có cảm giác, cảm xúc gì lạ hơn không ạ? Có. Bần thần. Hả? Bần thần do anh thiếu ngủ thôi. Ủa vậy hả? Anh không có bần thần bị chương trình đâu. Bần thần, anh sẽ bị buồn là khi là mình sẽ phải chia tay nhau rồi. Giờ chia tay nhau đã đến còi tàu hết văn cho mình ngủ dưới ta. Xạo quá. Anh đi xuất khẩu lao động đi luôn hả? Hả? Ông thì cũng nhớ tụi em chứ bộ, nhớ ekip chứ. Anh mà nhớ ai? Nhớ chứ. Nhớ nhẹ nhẹ. Tiền nợ của tụi tôi anh còn chưa trả nữa, anh nhớ cái gì? Ủa có nợ tiền hả? Có. Nói gì vậy? Ủa mượn nào vậy? Đó thấy chưa? Thấy chưa? Không biết nữa. Không có nhớ. Mà sắp tới là lịch trình anh Túc cũng có gì đặt không ạ? Sắp tới thì lịch trình của anh là chuẩn bị cho phim sắp ra mùa Noel. Cái đó sắp ra là quay rồi, là hỏi có bây giờ sắp tới có quay gì hay không? Anh có hiểu phóng viên hỏi cái gì hay không? À sắp tới ha. Là có anh... dễ đúng lịch anh quay show mà. Em đi làm sản xuất hả? Em nhà đầu tư hả? Hay sao? Em nghiên cứu thị trường cho mùa sau. Em nghiên cứu thị trường thì em hỏi sếp của em đi. Những cái yếu tố này, những yếu tố nhạy cảm là sao tôi dám nói với em được? Tôi là sếp của cô ấy. Tôi sẽ nói với anh thì. Sắp tới mình sẽ chơi một cái game ở Bãi Nghêu á, là dự đoán là xình lầy dữ lắm. Mình có chuẩn bị mà kinh nghiệm gì chưa ạ? Bãi Nghêu không bằng cái bãi ngu rồi đó. Hôm qua tụi tôi đã rớt xuống cái bãi còn ghê hơn cái bãi Nghêu. Đúng rồi, bãi Nghêu thì đã có chúng tôi là bãi ngu xuống. Nghêu và ngu hợp sức. Nghêu là gì? Bây giờ hôm qua chúng tôi đã ngủ không ngon giấc, cũng như hôm nay ăn uống thiếu chất. Thì lát nữa chúng tôi sẽ cố gắng làm thật là tốt để thua. Nhưng mà thật sự ra mình thua nhưng mà mình thấy vui mà. Giống như cái lượt đấu của mình á, bản thân của mình á là thắng. Em cũng thắng nè, có anh thua nha. Không gì? Đu dây con ong cũng thua. Chơi cây cầu dưới nước cũng thua. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Gì nữa? Anh xem thắng cái chỗ mà con anh xem là anh thua rồi. Tức kìa, xem thắng là thua hết. Rồi chơi game chùm mền cũng thua. Chùm mền ở đâu ra nữa? Cũng dặn để đi ngủ đó. Có là một thủ thuật của biên tập nữa. Gì thủ thuật luôn. Anh là bị biên tập biết anh đã trong hợp đồng anh đã ghi anh là bị boomerang. Boomerang, đúng rồi. Boomerang. Cái gì là trà xương cổ? Không, là chỉ là quay một vòng thôi. Một lần một lượt thôi. Bắt đầu thấy anh vô bật á, thấy bắt đầu ngưng lại. Chơi lại, lúc đó là cái đầu ăn bị bum lăng rồi. Bum lăng luôn. Cho nên anh đâu chơi được lượt 2 đâu. Lượt 2 là thôi anh buông xuống luôn đó. Nói chung đội mình á là bị biên tập cơ cấu. Hại đó. Tại vì á, bên kia á, nhạt nhẽo quá. Nếu mà không thắng á, thì không có gì. Đúng nó bấu víu vào.
mà biên tập đạo diễn người ta cân hết rồi em ơi. Mình phải chịu được. Chịu thôi. Mình chịu. Chứ nói ra thì cũng hơi kỳ, nhưng mà nếu mà khán giả mà coi chi tiết đúng cặn kẽ là sẽ thấy coi cái sụt gốc mà chưa dựng đó. Đúng. Nếu mà khán giả mà yêu cầu thì chúng tôi sẽ gửi sụt gốc là một ngày đó, quay đúng 2 ngày một đêm á, đúng coi đúng 2 ngày một đêm. Đúng, coi 2 ngày một đêm như thế nào. Em phải thay mặt tụi tôi nói lên chính nghĩa. Dành lại chính nghĩa cho đội đất mũi. Đúng rồi. Lần đầu tiên con tôm có trong mì tôm. Mày điên rồi. Đây này con ơi, chú lấy rồi con ơi. Dạ. Ủa, chú tự nhiên nhà chú. Trời ơi, nhà này của chú mà. Tôi giờ giá của nhà chú rồi. Trời, con ơi, chú lấy hẳn nhà đây rồi. Gì hả? Gì hả? Dạ, im sọt. Ủa, có một tô thôi chứ. Một tô thôi chứ có ai đâu. Chú không làm cho con trai cưng của mình sao? Để lát nó cho lại chú nè. Chú có thể vừa nấu vừa nói thêm một tí về cái sự nói mớ của Phát hôm qua không ạ? Ngủ khủng khiếp, ngủ gì đâu mà ngủ. Vừa vô là ngủ mỗi tới sáng luôn. Mớ vô. Giang cho một tí nữa. Trời ơi, mẹ ăn cái gì mà quá mặn vậy? Trời ơi, em chỉ có một tô là anh hả? Mẹ sao á? Trời ơi. Ây da. Nhưng mà làm gì với một câu chuyện mà lần đầu tiên có một tô có con tôm? Trời lấy những ba con tôm. Cái này còn giãn nở thì đúng hơn thì. Nói về nấu ăn á, mẹ già số 1 và số 2 hết trơn. Tôi đã ăn cơm mẹ già gọi là đến đây cũng đã được 2 năm mấy, 3 năm gần, 3 năm ké rồi. Bất kỳ tiệm nào của mẹ già mở ra đều có dấu chân của tôi ăn xin. Chặn, thanh niên, luôn ké trường tồn. Tới nỗi mà bây giờ tôi bị lóc không còn ăn được cô bình thường. Hay là bị lóc rồi hả? Anh tôi bị giải thương lóc rồi. Trời ơi. Đó, báo chí đăng quá. Ăn mì tôm đôi khi vợ ăn một con cá khô mẹ rớt nước mắt luôn. Nhưng mà mẹ thương lắm. Nhưng mà sao bí quyết nào mà anh xin được hoài vậy? Anh ở thôi em. Đi, em thấy đi, trong đó bí quyết là gì? Là chị trai mặt. Dù anh bị chửi nói là gì hết sức. Miếng cơm mà ăn một sức, một sống. Dù anh nghệ.